Chúng tôi mang trong mình những khát vọng và nhiệt huyết, thổi một làn gió mới căng tràn sức sống và tràn đầy năng lượng bằng việc kiến tạo những công trình hiện đại, thông minh và bền đẹp mãi với thời gian. Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Thăng Long tự hào là chủ đầu tư của dự án Sun Square. Cùng với sự hỗ trợ của ngân hàng HD Bank, chúng tôi tin tưởng rằng Sun Square hứa hẹn là lựa chọn lý tưởng cho mỗi công dân của thời đại mới. Dự án nằm ngay ngã tư giữa đường Lê Đức Thọ và đường Hàm Nghi, được xem như là một quảng trường lớn tràn ngập nắng, gió và giao thông thuận lợi. Với vị trí chiến lược là kết nối giao thông với nhiều tuyến đường lớn như đường Vành Đai 3, tuyến đường Phạm Hùng, quốc lộ 32, cao tốc Láng Hòa Lạc và tuyến đường sắt trên cao nằm trên đường Hồ Tùng Mậu dẫn vào trung tâm Hà Nội, có biên độ cách dự án chỉ 200m, sẽ là một ưu thế rất lớn của Sun Square trên thị trường bất động sản. Hơn nữa, đây cũng là một vị trí trung tâm được đầu tư và phát triển hạ tầng cơ sở đồng bộ và có nhiều tiện ích kèm theo. Chỉ tính trong vòng bán kính 1,5 km, dự án tiếp giáp với nhiều công trình tiêu biểu như Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Mỹ Đình, Đại học Quốc gia, Đại học Thương mại, Đại học Sân khấu Điện ảnh, Đại học FPT, Bệnh viện Thể thao, Bệnh viện 198, Bệnh viện Y học Cổ truyền. Với mong muốn tạo nên một quần thể kiến trúc đẹp tại phía Tây thủ đô, chủ đầu tư rất chú trọng vào công tác thiết kế ý tưởng của dự án. Sun Square được thiết kế với xu hướng kiến trúc đơn giản về đường nét, kết hợp với các vật liệu hoàn thiện hiện đại. Điểm nhấn là hai tháp 34 tầng nằm vuông góc, mặt tiền hướng về quảng trường là ngã tư Lê Đức Thọ và Hàm Nghi, đảm bảo một không gian thông thoáng, tràn đầy ánh sáng tự nhiên cho dự án. Từ ý tưởng thiết kế ngoại thất bên ngoài cho tới nội thất bên trong của dự án đều hướng tới một cuộc sống sang trọng, tiện nghi, thư thái, đem đến một cuộc sống hoàn hảo cho cư dân sống tại Sun Square. Tổng thể mặt bằng là sự kết hợp giữa các khối nhà, xen kẽ các khoảng không gian cây xanh phía trước cũng như phía sau dự án, đưa thiên nhiên vào các không gian chức năng. Ngoài ra, cây xanh còn được tận dụng tại các khoảng trống trên mái hay các ban công của các căn hộ. Sun Square bao gồm hai tháp 34 tầng được nối với nhau bằng khối văn phòng 17 tầng và khối đế 2 tầng, tạo nên một tổ hợp công trình bề thế, hiện đại, nổi bật nhất khu vực ngay quảng trường mặt trời Lê Đức Thọ, Hàm Nghi. Các khu vực chức năng khác nhau được bố trí lối ra vào riêng biệt nhưng được kết nối chặt chẽ bởi hệ thống đường giao thông nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra vào của cư dân sinh sống và làm việc tại đây. Toàn bộ công trình được thiết kế tận dụng tối ưu ánh sáng và không khí trực tiếp từ thiên nhiên. Cùng với đó là các con đường xanh uốn lượn với khoảng sân rộng thoáng mát, kết hợp cùng khu vui chơi chung cho trẻ em, sẽ là nơi thư giãn, đi dạo thảnh thơi cho mỗi cư dân. Dự án Sun Square được định hướng là một tổ hợp các công trình dịch vụ công cộng, đáp ứng các nhu cầu ở và làm việc tiện nghi, hiện đại, hướng đến sự thoải mái cho người sử dụng. Tiện ích tiêu biểu của dự án là nhà Clubhouse, được tích hợp với hệ thống các dịch vụ tiện ích cao cấp bao gồm bể bơi 4 mùa thoáng rộng, giúp cư dân thỏa sức bơi lội trong mọi thời tiết. Khu spa với nhiều dịch vụ hấp dẫn, hỗ trợ khách hàng chăm sóc sức khỏe, thư giãn và làm đẹp tốt nhất. Phòng tập gym với không gian rộng rãi, hệ thống máy tập hiện đại. Khu cà phê fast food được bố trí ngay trong nhà Clubhouse, phục vụ ăn nhẹ, cà phê, giải khát. Khu vui chơi giải trí với nhiều trò chơi cho cả trẻ em và người lớn sẽ là địa điểm thú vị, thích hợp cho các hộ gia đình tận hưởng những giây phút bên nhau. Tầng hầm gửi xe với tổng diện tích 20.000m² sàn, với sức chứa 500 xe ô tô và 2.000 xe máy, đảm bảo chỗ để xe thoáng, rộng, thoải mái và nhanh chóng. Bên cạnh đó, dự án còn bao gồm nhiều tiện ích khác phải kể đến là khu trung tâm thương mại được bố trí tại hai tầng đế với diện tích 6.000m², thuận tiện cho cư dân mua sắm với nhiều thương hiệu và nhãn hàng nổi tiếng. Khu văn phòng hiện đại với diện tích 40.000m² sàn kết hợp với thiết kế độc đáo của dự án chính là một môi trường làm việc lý tưởng, giúp quên đi những căng thẳng, mệt mỏi, kích thích sự sáng tạo và hứng khởi khi làm việc. Thêm vào đó là khu cà phê giải trí được bố trí trên tầng 17 của tòa nhà văn phòng, có tầm nhìn bao quát rộng rãi, thoáng đãng, rất thích hợp là nơi để mọi người nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm việc. Hai tòa nhà căn hộ đều được bố trí từ 5 đến 6 thang máy và hai cầu thang bộ để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại cho cư dân một cách nhanh chóng và an toàn. Các căn hộ có diện tích hợp lý từ 81 đến 127m². Tất cả các không gian đều được tiếp xúc với gió và ánh sáng tự nhiên. Mỗi căn hộ đều có lan can chính, có hướng nhìn đẹp ra khu vực thành phố Hà Nội. Nội thất các căn hộ được thiết kế hiện đại, tinh tế, sang trọng và ấm áp. Từ vật liệu tường, sàn gỗ,
thiết bị nội thất phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp cho tới khu vệ sinh đều sử dụng các thiết bị từ những nhãn hàng và thương hiệu nổi tiếng. Đặc biệt, các căn hộ penthouse đều được bố trí thêm sân vườn và bể bơi trong nhà, tạo một không gian sống hòa quyện với thiên nhiên. Với tất cả các ưu thế nổi trội, dự án Sun Square mang đến cho người sử dụng nơi đây một môi trường sống và làm việc hoàn hảo, sang trọng, tiện nghi nhưng cũng hết sức thân thiện. Đó là cơ sở tạo nên một cộng đồng dân cư văn minh, phát triển bền vững. Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Thăng Long phối hợp cùng với ngân hàng HD Bank cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thiện và bàn giao công trình trong năm 2016.